Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Và đợt gần đây sau cái bản cập nhật mới nhất ở bên Fantab về con game Tiểu Yêu Tầm Đạo này thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình là Tiểu Yêu Tầm Đạo bây giờ chơi được trên web phải không? Bởi vì nhiều anh em là máy tính nhưng mà cấu hình nó hơi yếu, không thể nào mà cài được mấy cái giả lập, chơi nó bị giật ấy. Thì cũng muốn mình chia sẻ về cái cách này. Thì đúng, anh em cập nhật thông tin chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được Tiểu Yêu Tầm Đạo ở trên web, cụ thể là cái trang Easy Fun nha. Đây, để mình trải nghiệm thử cho anh em nhé. À đấy, anh em lưu ý là nếu như chúng ta không đăng nhập tài khoản ấy thì chỉ chơi được 30 phút free thôi. Còn nếu như đăng nhập tài khoản Google các thứ vào thì lại chơi được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nhá. Hoặc tùy, anh em có thể ấn đăng ký một tài khoản Easy Fun ở đây. Nhưng mình thì có sẵn tài khoản Google rồi, mình đăng nhập luôn bằng Google cho nhanh. Đây nhá, mình đăng nhập xong rồi này anh em này. Bây giờ vào luôn Tiểu Yêu Tầm Đạo này anh em này. Đấy, mình vừa đăng nhập tài khoản ở đây nhá. Bắt đầu chơi thử tí xem nào. Cập nhật dữ liệu này, ấn cập nhật luôn. Hiện tại cái phiên bản này nó chỉ hỗ trợ trình duyệt web ở trên PC thôi. Nhưng mà trong thời gian tới thì sẽ có ở trên mobile anh em nhé. Nếu như anh em nào mà trước đây PC của mình cấu hình yếu quá không chơi được bằng giả lập thì đây đúng là một cập nhật ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Thì để chơi ở trên web như thế này đơn giản lắm. Anh em chỉ việc click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ấy, sau đó ấn vào place on browser này, thế là xong. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cảm nhận của mình khi mà chơi môn phái choáng được 5 ngày anh em nhé. Thì đây là cái yêu đồ của mình, anh em có thể nhìn thấy hôm nay là ngày thứ 38 đấy. Thì khi mà chúng ta mở ra tính năng phân thân là ngày thứ 33 và bây giờ là ngày thứ 38 rồi. Thì để xem là 5 ngày vừa rồi mình làm những cái gì môn phái choáng của mình. Thì để cho những anh em thắc mắc là tại sao yêu lực của mình nó thấp như thế thì ở đây nhá, anh em nhìn thấy cái chỉ số kháng của mình cao 269%, mặc dù là yêu lực của mình thấp nhưng mà chỉ số kháng của mình cao, cũng như là chỉ số choáng của mình cũng 269%, ủi đều nhau thế nhở. Thì đây là môn phái choáng của mình đúng không em, mình chỉ lấy những cái món trang bị nào mà choáng và kháng né thôi, còn lại kháng những cái khác thì không quan trọng đấy. Thế thành ra là yêu lực của mình lên nó rất từ từ, do là có nhiều đào mình xả nhưng phải ra đúng vừa choáng vừa kháng né thì nó mới ngon nhá. Cho anh em xem qua bộ trang bị của mình này, có một món này, 2 món này, 3 món này, 4 món này. Ồ, đây là kháng liên kích này. 5 món này, 6 món này, 7 món, 8 món luôn, 9 món, 10 món và 11 trên 12 món của mình đã có kháng né rồi. Đấy, và đây thì còn có một số những món trang bị của mình đều có linh bảo 4 sao đây. Cái linh bảo này là cái manh nha này. Linh bảo 4 sao này cũng là cái liên hoa nữa. Còn lại thì cũng 1 sao với 2 sao, đa số là cái 1 sao đó. Thì mình chia sẻ với anh em là mặc dù cái chỉ số kháng né của mình nó cao như vậy, nhưng mà chả hiểu kiểu gì đánh môn phái né nó vẫn cứ ôi dồi anh em ạ. Đấy, linh thú của mình đây, linh thú của mình thì vẫn xài chú tước. Em này thì khi mà mình chắc là tuần sau, thứ 6 tuần này nó có sự kiện liên quan đến linh thú. Đấy, thì mình sẽ lấy thêm 1-2 chú tước nữa. Mình phải nuốt thêm một em nữa thì mình có thể là tẩy luyện được, và lấy thêm một em nữa để làm đồng hành cho chính em chú tước này. Còn thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang để đồng hành là em ong, thì nó chưa phát huy được tối đa sức mạnh của môn phái choáng. Đấy là cái thứ nhất này. Tiếp theo là nếu như đánh môn phái choáng này, mình thấy sức sát thương của linh thú gây ra nó sẽ được nhiều anh em nhé. Ồ, nó gây ra được nhiều. Tôi đi đánh một vài trận để cho anh em cảm nhận cùng mình, sau đấy mình sẽ phân tích sâu hơn nhé. Không nói bâng quơ ba lăng nhăng này, anh em cũng có hình dung. Tiêu chiến này 1,56 ức đúng không? Từ từ đánh từ thấp đến cao không ạ, ngợp 9.300 vạn trước, gọi là ao hẳn lực chiến đi. Rồi đấy, thì đánh rất là sướng luôn. Nó là một cái gì đấy cực kỳ là thốn đối với sức mạnh gây ra. Sức sát thương của em chu tước nó quá trời quá đất luôn anh em ạ. Tiếp tục này, 1,14 ức à, đánh thử xem nào. Không biết bạn này chơi môn phái gì, môn phái gì đấy. Đấy cũng đau nha, thốn nha. Rồi luôn, TML ngay, TML ngay anh em. Đấy, bạn tiếp theo 1,22 ức này, bạn này chơi một cái gì nhở? Đấy, check trước. Bạn này thì chơi né, đấy ghê không? Chỉ số né của bạn đấy là lên đến 301% rồi. Ghê đấy chứ nhỉ? Oh shit, né kinh vậy. Ok, đấy, nhưng mà né 300 để mình xem là đánh được nhiều hay không anh em nhé. Rồi, vẫn đánh trúng nhưng không có choáng này. Đấy, bạn này bắt đầu né này, có choáng này. Nhưng khả năng là bạn này là có suy yếu linh thú, thế cho nên là em chú tức của mình đánh nó không thấm. Đáng lẽ ra khi mà kẻ địch dính choáng rồi thì em chú tức của mình sức sát thương gây ra là khủng khiếp lắm. Ồ, nhưng mà nó có suy yếu linh thú cái là ối rồi luôn. Đấy là cái nhược điểm đầu tiên, là mình thấy sức sát thương của em của môn phái choáng nó gây ra là chính là vì em chú tước này này. Ví dụ như bình thường mình gây ra chỉ có 192% thôi sức sát công của nhân vật chính, nhưng kẻ địch đã bị choáng thì gây ra đến tận 288%. Ôi phải thật cao kinh khủng luôn. Và tất nhiên là choáng kéo dài thêm một hiệp nữa, kẻ địch cứ nghiền luôn anh em nhá. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Nếu như mà đội hình của kẻ địch mà nó có cái dòng gọi là suy yếu linh thú thì thôi,
kết hợp với cả giảm sát thương cuối đến từ em Tiểu Long Nữ và em Đại Sơn Nhiêu, thành ra là lúc đấy linh thú của mình đánh như gãi ấy. Mặc dù là kẻ địch bị choáng nó đứng đấy đấy, nhưng mà chả có sát thương gì. Thế nào bằng em Ứng Long được. Sát thương của Ứng Long mà đi kết hợp với cả phản công, nó giật cho thì ôi dồi ôi luôn. Anh em nào chơi phản công thì biết đúng không? Đấy là cái nhược điểm đầu tiên khi mà chơi một vài choáng tu tước các thứ nha anh em. Đấy, rồi tiếp tục đi đánh một vài trận nữa. Đấy nhá, nếu như mà tầm yếu lực chiến hơn là anh em xem rồi nhá. Bây giờ đi đánh thử ấy. Ngang ngang cơ lực trên đây này, 1.31 này. Vẫn yếu hơn nhưng mà bắt đầu ngang ngang tầm đấy. Bạn này thì chơi cái gì? Hình như là chơi liên bạo sao? Có đào ngột ở đây thì mình đoán vậy, chưa kịp xem nốt. Ok, bạn này thì khả năng là mình vẫn ăn được. Rồi, xem bạn nào mà cao hơn thì đây 1.4 nước này bắt đầu này. Bạn này là chơi gì? Bạn này là chơi né 313%, vãi nhái thế. 1.4 nước mà nó lên 313% né rồi, ghê vậy. Tiếp tục. Đấy, có choáng này. Choáng được thì ngon này, đấy, nhưng mà không choáng được thì ối giời này. Ồ, may quá. Choáng được. Ngon lành nha anh em. Tiếp tục. Có bạn nào khác không ta? 1.7 ức à? Ồ. Ồ. 2. Ui, toàn 2 ức kiểu này nhỉ? Mấy các bạn đây đây, 1.62 ức này. Ví dụ như các bạn chơi 1 né đúng không? Thì các bạn thấy nó chênh lên tầm mấy nghìn vạn điểm yêu lực anh em cấp hết. Nhưng mà đối với môn phạch choáng này mình thử đánh xem nhá. Xem như thế nào, ma đại thánh này. Đấy. Đánh tay là không thầm mấy này. Rồi, choáng được không? Rồi, bắt đầu đánh này. Choáng này. Choáng này. Ok. Ok. Đấy. Choáng được thì cũng khá là ngon. Kẻ địch cứ đứng im thôi. Nhưng mà Ứng Long nó vẫn giật được. Đấy. Tiếp theo xem bạn khác thế nào. 1.55 á. Ủa, 1.55 ức đánh rồi sao nhỉ? 1.62 cá này. Bạn cá này mình chưa đánh này. Đây, bạn này thì build né. Nhưng mà có 256% thôi. Chứng tỏ là bạn này lấy về yêu lực rồi. Đánh thử tí. Ok. Đấy. Không choáng được thì anh em thấy là chú tước nó gây ra sát thương như gãi luôn. Đấy, như gãi luôn. Như gãi luôn. Rồi, nhưng được cái là nếu như nó gây được lúc choáng thì sức sát thương cũng bùng nổ đấy anh em ạ. Thì thực ra mình thấy cái môn phạch choáng này chắc là phải build thêm một thời gian nữa thì mới tối hóa được sức sát thương. Với cả là ở trong cái phần huyết mạch này. Huyết mạch thì mình chưa có cái bộ chú tước, chỉ có mỗi một viên thôi. Đấy, thì thành ra là cái xác suất choáng nó không được cao. Nếu như mà để nó mắc pinh hơn thì phải có 4 viên chú tước. Nhưng mà mình đen thế nhờ mấy cái cực phẩm này này. Lần trước là build linh tinh đúng không? Bắt đầu build đến cái phẩm chất hoàn hảo này cũng trả ra được mỗi viên. Cay vách cả build anh em ạ. Chắc chắn là phải đi thêm một số những cái hoạt động liên quan chiến yêu tháp thôi. Đấy, quan điểm mạnh của em nó cũng muốn phải choáng ấy. Thì mình thấy là đi một số những cái ải mạo hiểm này cũng khá là ok. Trong trường hợp là kẻ địch nó kiểu như không ối dồi ôi quá. Đây này, ví dụ như ở đây là kháng gì? Kháng né, kháng liên kích. Cái này kháng choáng hơi cao nhỉ. Con này thì nó có liên kích cao quá. Mình đi thử một vài lần rồi nhưng mà chưa đánh được nó. Ôi chết rồi, quên mất lại để kháng né. Đánh thử tí nào. Đấy, có choáng thì cũng ngon. Đấy, đánh được choáng thì đi vượt ải. Vẫn thua. Bây giờ mình sẽ đổi sang kháng cái liên kích để xem thử xem là đi được vượt được hay chưa nha. Kháng liên kích ở đây. Đúng rồi. Tiến thử cái mạo hiểm này. Anh em nào có chơi choáng nhở? Nếu như anh em nào cũng đang chơi choáng thì có thể để thêm comment ở bên dưới nhá. Đấy, để anh em chúng ta cùng tham khảo. Rồi, tiếp tục là choáng liên tục luôn. Mày à bưởi. Rồi, hay quá. Ôi, may quá anh em ơi. May quá. Nhưng mà hết 15 hiệp, không đủ sát thương anh em ạ. Vãi thật. Tức là cái thuộc tính cơ bản của trang bị của mình như này, những cái chỉ số nhiều là công này nó chưa đủ thì phải đi chặt cây thêm. Đấy, bây giờ rút kinh nghiệm rồi, cứ auto ở trong này lấy luôn những cái chỉ số kháng đây ngon thì mình dừng lại, không thì thôi nhá. Thế nó là như vậy. Và để build được môn phái choáng này mình thấy thêm một cái nữa là phải all in, dồn toàn lực vào môn phái này đã. Đấy, đặc biệt là choáng chỉ mạnh khi mà đi cùng với cả chú tước. Thì cái điểm yếu thứ hai là dành cho những anh em nào mà không có cái thẻ trọn đời thì cái việc mà reset ra cái linh thú thần thoại này nó cũng hơi khoai đấy, nó là như vậy anh em ạ.
Đấy là mấy cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của môn phái choáng mình cảm nhận thế. Sau 5 ngày chơi thì mình thấy nó cũng có cái hay mà cũng nó cũng có cái dở. Thực ra như anh em nào mà nông dân, mình thấy chơi môn phái né đúng là dễ nhất. Mình đã từng kinh qua môn phái né rồi, bây giờ chuyển sang môn phái choáng thì thấy là môn phái choáng khó build hơn tí. Đấy. Ngoài ra game cũng có một số cái cập nhật khá mới nhỉ. Ví dụ như trong phúc địa bây giờ là chúng ta hoàn toàn có thể reset được cả 8 phát ở trong này này. Đấy, reset một phát là reset hết ở đây luôn. Thì nó rất chi là ngon lành cành đào, giảm thời gian auto chuột đi, chứ ngày xưa khổ quá, tầm 10 tiếng một ngày. Quá nhái. Nhưng bây giờ đâu đó là tầm 4-5 tiếng rồi đấy. Mình nghĩ là chỉ tầm 4 tiếng rồi là đã full được mấy cái này rồi thì ngon quá. Còn ngày mai, chắc là ngày mai thôi. Còn 19 tiếng nữa thì ngày mai mình sẽ lên được tiên thụ cấp 15. Thì lúc đấy mình sẽ tiếp tục là xả thêm đào. Hôm nay thì xả hết ở đâu nữa. Nhưng mà lên tiêu thụ 15 thì mình vẫn còn cái gói quỹ tiên thụ này. Thì mình sẽ có được 3.000 đào, cả 225 bình nữa. Thì ngày mai mình sẽ xả 3.000 đào đấy để xem xem là những cái món trang bị khi mà lên tiêu thụ 15 nó có ổn áp hơn hay không nhá. Tăng đến tỷ lệ, tăng cái phần trăm của mình lên được chưa. Thì hy vọng rằng là môn phái choáng nó mạnh hơn. Thì mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho anh em ở video tới nhá. Thì anh em nhớ đăng ký kênh nha.